Tuyến đường Nguyễn Huệ quận 1 vào buổi tối khi thời tiết mát mẻ, đây là nơi nhộn nhịp sôi động nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Khách du lịch, người dân, nhất là các bạn trẻ đi lại đường đượp. Những tuyến phố gần đó cũng đông đúc người và xe cộ, các tòa nhà, trung tâm thương mại cũng khá nhiều khách đến tham quan mua sắm. Khu vực trước chợ Bến Thành sau nhiều năm rào chắn để làm tuyến metro này đã được hoàn trả mặt bằng nên rất thông thoáng. Tại đây, Bên dưới mặt đất là một ga trung tâm đầu bối kết nối các tuyến metro trong tương lai. Khi đó sẽ có các trung tâm thương mại gầm đặt những viên gạch đầu tiên trong tham vọng mở rộng không gian dưới lòng đất của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện nay ở quận 1 chỉ có lác đác vài không gian gầm là các tầng hầm của các trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng, nhưng cũng chỉ có khu mua sắm, ăn uống hay bãi giữ xe, nên cũng chưa có vai trò gì trong mở rộng kết nối hệ thống giao thông hay giảm tải cho không gian trên mặt đất. Theo đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng phát triển giao thông của thành phố đang triển khai theo quyết định số 24 ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Trong đó giao thông ngầm là một phần của hệ thống giao thông tổng thể của thành phố. Việc xác định phương án giao thông đi ngầm, đi trên mặt đất hay đi trên cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiến trúc cảnh quan khu vực, các đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, tính khả thi về chi phí, hiệu quả dự án vân vân. Theo các quy hoạch hiện hành, giao thông ngầm chủ yếu tập trung vào tuyến đường sắt đô thị, đường đi bộ ngầm kết nối các nhà ga đường sắt và tòa nhà kế cận trung tâm thương mại ngầm đường giao thông gầm, một số vị trí nút giao thông phức tạp có kết hợp hầm chui, những bãi đầu xe ngầm trong các tòa nhà và một số khu vực công cộng. Hiện nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp đơn vị tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Nghiên cứu điều chỉnh hệ thống giao thông đã được quy hoạch cập nhật đề xuất mới để tăng cường năng lực giao thông của thành phố, nâng cao kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hệ thống giao thông gầm cũng đang được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cùng với quy hoạch không gian gầm của thành phố. Trong đó, dự kiến nâng cao năng lực của mạng lưới đường sắt đô thị, bổ sung một số tuyến giao thông danh kết nối các đầu mối giao thông và cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, định hướng phát triển giao thông ngầm, công trình ngầm ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là chủ trương hết sức đúng để góp phần giải quyết bài toán hạ tầng giao thông hiện nay. Tuy nhiên, đây là việc rất khó về mặt kỹ thuật, cần phải nghiên cứu kỹ, đặc biệt là việc triển khai sẽ ngốn số vốn rất lớn và cần phải có các giải pháp chính sách vượt trội để thu hút nguồn vốn tư dân đầu tư các công trình giao thông ngầm.